3 anh em khai tử 8 người thân ở nước ngoài để chiếm nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bỗng dưng phải nhận các cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ các tổ chức tín dụng đen với nội dung đe dọa, uy hiếp, yêu cầu trả nợ hoặc ép người lao động của doanh nghiệp trả nợ. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà đi du lịch đến một vùng đất mới, điều mà khiến cho Hải Vân cảm thấy ấn tượng nhất và muốn khám phá nhất là điều gì? Chắc chắn rồi Nguyên Bảo, chúng ta sẽ cùng khắc ghi về sản phẩm du lịch độc đáo tại nơi đó đúng không nào? Đúng là như vậy. Và ở thành phố Đà Nẵng đã hình thành một sản phẩm độc đáo, đó chính là xích lô du lịch. Và đây là sản phẩm giúp cho du khách khám phá thành phố Đà Nẵng thông qua một người hướng dẫn viên vô cùng đặc biệt. Đó chính là những bác tài lái xích lô. Wow, thật sự là rất là thú vị. Chỉ mới nghe Nguyên Bảo nói thôi mà Hải Vân cũng cảm thấy rất là háo hức và tò mò với hình thức du lịch bằng xích lô đây mới lạ này. Vậy để Nguyên Bảo sẽ chia sẻ cho Hải Vân cùng với quý vị khán giả rõ hơn về hành trình trải nghiệm khám phá Đà Nẵng bằng xích lô du lịch có điểm độc đáo như thế nào nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Mười hai giờ trưa tại khu vực trước thành Điện Hải, đoàn du khách tàu biển từ xe ô tô đi xuống di chuyển đến những chiếc xe xích lô du lịch đã đậu sẵn. Bác tài lái xe xích lô thành thạo tiếng Anh, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ khách lên xe cũng như giới thiệu các điểm đi. Sự thân thiện, nhiệt tình của đội ngũ lái xe xích lô đã gây thiện cảm với du khách. Hành trình trên những chuyến xích lô du lịch kéo dài từ 30 đến 45 phút, băng qua sông Hàn, cầu Rồng, cầu sông Hàn, bảo tàng điêu khắc Chăm, công viên Apex, chợ Hàn. Tôi đã thấy một thành phố rất xinh đẹp thông qua tour du lịch xích lô này. Ngồi trên xe tôi dễ dàng thấy được những tòa nhà đẹp, nền văn hóa, người dân địa phương và các chợ truyền thống. Tôi thật sự thích chuyến tham quan bằng xích lô như thế này. Đúng là một thành phố tuyệt vời. Đội xe xích lô gồm 83 chiếc, luôn được bảo quản và giữ gìn sạch sẽ. Đầu năm nay, đội ngũ lái xe cũng được trang bị những trang phục mới, bắt mắt, đã góp phần làm tươi mới, làm đẹp hình ảnh nhận diện của xích lô du lịch trong mắt du khách. Bên cạnh đó, có nhiều bác lái xe đã gắn bó với nghề hàng chục năm qua, bắt đầu làm nghề để kiếm thêm thu nhập, nhưng càng làm càng say mê, cứ như những người hướng dẫn viên du lịch đã góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Qua xích lô là người trực tiếp truyền bá được cái hình ảnh của người Việt Nam, của người Đà Nẵng nói riêng và cái những cái danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung để cho du khách có thể hứng khởi tiếp tục đến Đà Nẵng và Việt Nam lần nữa và lần nữa. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp quản lý, đội xích lô du lịch Đà Nẵng được thành lập từ năm 2003 với phương châm thân thiện, lịch sự, mến khách. Trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao hình ảnh, chất lượng đội ngũ xích lô du lịch. Trong những năm qua, thì Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông đối với đội xích lô du lịch trên cả một số cái kênh, đặc biệt là hàng năm đều mở từ 2 đến 3 khóa, những cái khóa đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kỹ năng giao tiếp, chất lượng phục vụ, cập nhật thêm cái thông tin du lịch cho các chú xích lô, và ngoài ra còn bổ sung từ 1 đến 2 khóa ngoại ngữ để nâng cao phục vụ của các chú xích lô đến với thị trường khách du lịch quốc tế. Quý 1 năm 2024, đội xích lô du lịch đã phục vụ hơn 20.000 lượt du khách, trong đó có 15.000 lượt khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho loại hình du lịch này. Trong năm 2024, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố sẽ phát triển thêm những city tour kết nối các đơn vị kinh doanh du lịch tàu biển với đội ngũ xích lô để thu hút nhiều khách trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm du lịch đầy khác biệt và sẽ gây nên sức hút ấn tượng khi du khách đến tham quan Đà Nẵng. Đúng là như vậy Hải Vân. Và theo như thông tin thì đội xích lô du lịch đã trở thành sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Nẵng, nằm trong hệ thống các tour và điểm tham quan nội thị. Với phong cách phục vụ lịch sự, văn minh, nhiệt tình, xích lô du lịch Đà Nẵng đã và đang được du khách trong và ngoài nước yêu thích, đặc biệt là khách quốc tế.
Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn và Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước là hai người em của Tấn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Võ Doãn Tấn, 65 tuổi cùng hai em gái bị cáo buộc làm giả giấy tờ và khai tử 8 người thân ở nước ngoài để hoàn thành thủ tục chiếm trọn căn nhà thừa kế trị giá 80 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, luật sư Lê Minh Thái, 41 tuổi và nhân viên Nguyễn Đức Hải, 31 tuổi bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Còn Nguyễn Đắc Công, cán bộ văn thư lưu trữ Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh bị điều tra hành vi giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ vụ án, Tấn, Mỹ, Thạnh là 3 trong số 11 người được quyền thừa kế căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. Ba anh em Tấn sống tại Việt Nam, những người còn lại đang ở nước ngoài. Năm 2016, thấy căn nhà giá trị, Tấn bàn bạc với hai em gái làm thủ tục để cùng đứng tên nhà, không chia phần cho những người còn lại. Họ thuê luật sư Thái làm các giấy tờ với giá 50.000 đô la Mỹ. Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng Hải soạn thảo giấy cam kết của 8 người đang ở nước ngoài có nội dung từ chối nhận di sản thừa kế, giả chữ ký của họ. Tiếp đó, luật sư này móc nối đưa tiền để Công làm văn thư lưu trữ Ủy ban Nhân dân phường 6 chứng thực các giấy cam kết. Đến tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc. Cơ quan điều tra xác định vì không muốn trả lại tiền, ba anh em này tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân của mình nhằm hợp thức hóa việc thừa kế bán nhà trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Vừa qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng người Lào đang vận chuyển chất cấm vào Việt Nam. Cụ thể, tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch Lào là Cơ Sòng, sinh năm 1994 và Cha Mình Dừ, sinh năm 1978, cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Pô Ly Khăm Say, đang vận chuyển trái phép 36.000 viên chất cấm tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Theo đó, các đối tượng khai nhận đã được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số chất cấm này qua biên giới với giá tiền công là 6.000 đô la Mỹ. Hiện Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau hơn 3 tháng theo dõi và giám sát, đội quản lý thị trường số 1, 5 và 15 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh gạo nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai và Hoài Đức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở trên có hành vi đóng gói, kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, địa chỉ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện có cơ sở kinh doanh sử dụng sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 138 bao gạo thành phẩm, hàng ngàn vỏ bao bì có dấu hiệu giả mạo, trên 2.600 tem chống hàng giả, 700 kg gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu, cùng các máy móc công cụ phục vụ đóng gói hàng hóa. Cùng thời điểm này, đội quản lý thị trường số 5 và đội quản lý thị trường số 15 cũng tiến hành kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Hiện lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồn biên phòng Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng liên quan dập tắt vụ cháy lớn trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 5 tháng 4, đồn biên phòng Lăng Cô nhận được tin báo về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô. Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 10 cán bộ chiến sĩ đến khu vực xảy ra cháy rừng, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành chữa cháy. Qua một giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, dù cháy rừng được các lực lượng khống chế, khoanh vùng và dập tắt, không để cháy lan ra các khu vực rừng xung quanh. Vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng hơn 1 hectare rừng tràm. Theo đồn biên phòng Lăng Cô, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng là do một người dân bất cẩn trong lúc đốt thực bì. Câu chuyện chịu sao cho nổi của ngày hôm nay là chuyện tín dụng đen đòi nợ.
lại là chuyện tín dụng đen. Không biết bao nhiêu người đã sống không yên ổn vì những kẻ đòi nợ tín dụng đen này. Mà đâu chỉ có con nợ, ngay cả người thân, người quen của con nợ cũng vạ lây, bị khủng bố chịu không nổi luôn. Chính xác là như vậy, Hải Vân à. Những người bị vạ lây trong câu chuyện sau đây thì còn lớn hơn như vậy nữa. Là ai vậy Nguyên Bảo? Là doanh nghiệp. Lần này con nợ là người lao động vay tín dụng đen rồi khiến cho doanh nghiệp nơi con nợ đang làm việc bị bôi nhọ, khủng bố. Nhiều tháng nay, lãnh đạo doanh nghiệp này liên tục bị làm phiền bởi các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn từ các tổ chức cá nhân không quen biết với nội dung đe dọa, quấy nhiễu, chửi bới, uy hiếp bởi lý do người lao động của họ mắc nợ các đối tượng cho vay nặng lãi tín dụng đen. Doanh nghiệp bị khủng bố, đe dọa, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh đưa lên các trang mạng xã hội, bôi xấu doanh nghiệp, bao che cho người lao động, dẫn tới cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái hoạt động của doanh nghiệp. Bản thân của tôi thì cũng đã từng bị là các cái đơn vị các cái tín dụng đen này cắt ghép hình ảnh và đưa lên các cái trang mạng xã hội. Thực ra rất là bức xúc, bởi vì hình ảnh của mình rất là nghiêm túc, sau đó thì bị các cái đối tượng này lợi dụng đưa vào các cái hình ảnh các cái trang mạng xã hội, gây sự hiểu lầm của các cái bạn bè đối tác, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của doanh nghiệp. Không chỉ làm xáo trộn cuộc sống và gia đình người lao động, các thủ đoạn này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, hình ảnh cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp rất là mong muốn các cái cơ quan chức năng có các cái biện pháp rất là mạnh mẽ đối với các cái hoạt động tín dụng mà chưa đúng với cái quy định của pháp luật, và đặc biệt là các cái hành vi mà gây rối, làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp hiện tại bây giờ. Theo các chuyên gia pháp lý, hiện nay không có văn bản pháp luật nào quy định thế nào là tín dụng đen. Trên thực tế, tín dụng đen có thể hiểu là một hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao hơn quy định của pháp luật từ các tổ chức cá nhân thực hiện các hoạt động cho vay tiền nhưng không đăng ký kinh doanh và không được sự cấp phép của nhà nước. Tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 có quy định người phạm tội cho vay lãi nặng có thể bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tiền thì có thể là 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Còn nếu mà bị cao hơn, mức độ cao hơn thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài mà bị phạt cải tạo không giam giữ và bị phạt tù thì có thể là lại bị phạt thêm, đó là phạt từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là làm các công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra, đối với các tổ chức cá nhân hoạt động tín dụng đen lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, làm nhục danh dự, nhân phẩm của cá nhân, hành vi cho vay lãi nặng trong quan hệ dân sự cũng có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, cảnh giác với thủ đoạn giả vờ mua hàng để giật dây chuyền qua vụ việc xảy ra tại Kiên Giang. Trong phần cuối chương trình, chàng trai miền Tây thu nhập 300 triệu đồng một năm nhờ nuôi loài thú cưng chỉ ở mái lạnh. Thưa quý vị, với chiêu thức giả vờ mua hàng để đánh lạc hướng, kẻ trộm đã liều lĩnh giật chiếc dây chuyền vàng đang đeo trên cổ của người bán. Sự việc tiếp tục là bài học để người dân cần cảnh giác cao độ, bảo vệ tài sản, tư trang, tránh bị kẻ gian trộm cắp. Sự việc được ghi nhận xảy ra tại tỉnh Kiên Giang. Khi phát hiện chủ tiệm tạp hóa đang ngồi trước tiệm có đeo dây chuyền vàng, ngay lập tức xuất hiện hai nam thanh niên chạy xe tới tiệm giả vờ mua đồ. Một đối tượng đi vào bên trong, còn đối tượng còn lại đứng ngoài nổ máy đợi. Tận dụng cơ hội, nam thanh niên ở bên trong giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Do quá bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp tri hô chạy theo trong vô vọng. Thưa quý vị, trong tình huống tiếp theo, kẻ gian đã theo dõi và phát hiện cửa hàng do một người già trong tiệm. Tận dụng cơ hội, đối tượng đã ngang nhiên thực hiện hành vi lấy trộm tiền. Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại một tiệm ở khu vực chợ Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi thấy tiệm chỉ có một cụ già trông coi, ngay lúc này, đối tượng xuất hiện với trang phục đội nón đen, mặc áo khoác đen vào tiệm mua đồ. Khi phát hiện trên bàn có để cuốn tập, bên trong có để xấp tiền,
nữ tặc đã giả vờ lựa hàng và lợi dụng sơ hở lúc bà cụ quay lưng đi. Ngay lập tức, kẻ gian đã lấy trộm cuốn tập có chứa tiền, giấu vào người và nhanh chóng tẩu thoát. Thưa quý vị, nhiều kẻ trộm hiện nay khoác lên mình trang phục của những người đi câu cá để giả dạng đánh lừa người dân. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác cao độ của người dân nên tên trộm đã không thể thực hiện được hành vi trộm cắp. Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau đây. Tình huống được ghi nhận xảy ra tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngay lúc này, xuất hiện một nam thanh niên vắt theo cần câu giả dạng người đi câu cá. Khi thấy người bán hàng ngủ quên, sau đó đối tượng đứng rình rập ở phía sau, tiếp cận thò tay định trộm điện thoại. Ngay lập tức, người bán hàng đối diện phát hiện hành vi trộm cắp và tri hô, khiến kẻ gian nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến Cần Thơ để gặp gỡ chàng trai miền Tây có thu nhập 300 triệu đồng một năm nhờ nuôi chó Bun Li. Đó là anh Phạm Thanh Giang, 30 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bản thân của anh làm nghề kinh doanh trong ngành mỹ phẩm nhiều năm qua và vì đam mê nuôi chó kiển, đặc biệt là dòng chó Bun Li. Từ năm 2016 thì anh đã mua một con chó con về để nuôi. Mặc dù là hậu duệ của dòng chó chiến đấu, mang dáng vẻ là hầm hố, vai chân cơ bắp, nhưng mà Bun Li lại hiền lành và thân thiện. Chúng rất được ưa chuộng tại Mỹ, Thái Lan và gần đây là Việt Nam. Vì sự ưa chuộng đó mà nhiều người kinh doanh giống chó này lãi cao mỗi năm. Ban đầu, vì thích nuôi chó kiển nhưng đặc biệt là dòng chó có cơ bắp lớn và vẻ mặt hầm hố, nên hơn 7 năm qua, anh Phạm Thanh Giang, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chi hàng tỷ đồng đầu tư nuôi chó Bun Li để bán giống. Đến năm 2019, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, anh chuyển sang nuôi dòng chó Exotic Bun Li và mạnh dạn chi hàng chục ngàn đô la Mỹ mua hai con về làm giống. Để chó cưng phát triển tốt, tránh sốc nhiệt, anh Giang duy trì nhiệt độ thích hợp trong phòng nuôi chó bằng máy điều hòa. Trại nuôi gồm nhiều phòng và có khoảng sân chung được thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh sống của chó. Cũng có một số khó khăn như vận chuyển, tại Bun Li này thành cái hơi thở nó hơi khó. Nó dễ sốc nhiệt, vận chuyển từ nước ngoài về cũng hơi kỹ, nó khó hơn dòng chó khác. Một thời gian sau nó mới thích nghi, thường như buổi trưa nóng quá thì anh sẽ cho ở máy lạnh. Do đặc điểm mõm ngắn nên chó Exotic Bun Li thường khó hơn, ăn uống kém hơn, xương bé nên việc đi lại cũng mệt và yếu sức hơn. Mỗi ngày anh Giang cho chó ăn 1 đến 2 cữ. Thức ăn gồm thịt heo, thịt gà xay trộn với rau củ. Ngoài ra, anh thường xuyên bổ sung vitamin, canxi để chó phát triển tốt thể trạng. Đánh giá về chuẩn đẹp của chó Bun Li, anh Giang cho biết, dòng này mang dáng vẻ hầm hố, vai, chân cơ bắp, đầu dạng hộp, mắt xếp, khung xương tốt. Đặc biệt, ngoại hình trông có vẻ bặm trợn, nhưng bản tính của chúng rất hiền lành và thân thiện. Một năm thì chó cái nó xa lô khoảng tầm 2 đến 3 lần. 3 lần xa lô thì đối với giống Bun Li thì nó hơi khó đậu thai, mình phải test trứng rồi canh theo thời gian cụm trứng rồi mình mới phối thì khả năng đậu của nó cũng sấp xỉ cũng cỡ 70-80%. Đến nay anh Giang đã nhân đàn thành công với số lượng 20 con chó trưởng thành và bán chó con khắp các tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ đầu tư nuôi chó đắt tiền để bán giống, anh Giang còn thường xuyên tham gia các show trình diễn chó Bun Li và đạt được nhiều thành tích cao. Qua các cuộc thi thì những con chó đạt giải thưởng không chỉ tăng về giá trị mà chó con do chúng sinh ra cũng có giá trị cao hơn những con cùng loại. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.